Ok nha, mời là mình đây. Hôm nay sẽ lên một cái video để giải đáp cho anh em những cái thắc mắc trong thời gian vừa rồi. Đó là lý do vì sao hiện tại thì nhiều nhà cái bị chặn đường link. Đấy, anh em biết lý do vì sao không? Lý do đó là hiện tại thì nói chung là trước khi vào vấn đề, tôi muốn nói với anh em một cái câu chuyện như thế này. Đó là cái bộ môn thể thao này, anh em có nghĩ là nó là một cái bộ môn nhạy cảm không? Đúng nhá, nó là một bộ môn nhạy cảm đấy. Đấy, cho nên là thời điểm hiện tại thì do là có quá nhiều nhà cái nó mọc lên như nấm ấy. Đấy, cho nên là nó an ninh mạng nó đang trong quá trình truy quét. Đấy, những nhà cái nào mà gọi là tầm trung là nó sẽ quét gãy hết. Đấy, cho nên là hiện tại thì có một số nhà cái là nó bị chặn đường link. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái nhà cái mà tôi đang chơi đây. Những anh em nào mới theo dõi tôi thì có thể là xem video này để xem cái cách mà tôi đăng nhập vào nhà cái mà không bị chặn nó như thế nào. Đấy, những cái đường link của cái nhà cái hiện tại tôi đang chơi đây, nó là nhà cái 68 game bài, thì tôi sẽ để ở phần mô tả cho anh em nhé. Anh em có thể bấm vào cái đường link và test thử xem thế nào. Tôi thấy là 68 game bài ấy, hiện tại là một trong những nhà cái là không bị chặn đấy anh em. Một trong những nhà cái là không bị chặn đấy. Đấy, đường link thì tôi sẽ để phần mô tả. Tầm này mà tôi nghĩ là vào Kubet là cũng lần không rồi đấy. Kubet đấy anh em. Không biết là anh em có đăng nhập được ở Kubet không, nhưng mà tôi thấy là Kubet giờ này tôi vào là thấy ngày được ngày không rồi đấy. Trước đây ấy, thì tôi là một tín đồ Kubet anh em ạ. Trước đây tôi là một tín đồ Kubet nhá. Thì cứ chỉ có chơi ở Kubet thôi. Đấy, sau này ấy, một thời gian sau này ấy, thì tôi bắt đầu là mới đi tìm một cái nhà cái khác để thay thế Kubet. Bởi vì Kubet là nó có những cái động thái đó là bịp người chơi ngay trên sóng live trực tuyến luôn. Đấy, anh em có thể thấy rõ là những cái video mà Kubet sóc đĩa nó bịp ấy, chắc anh em biết rồi, đúng chưa? Chắc anh em biết rồi. Đấy, thì em có thể là xem và đánh giá riêng, đưa ra những cái đánh giá riêng là có nên tiếp tục chơi với những cái thằng nhà cái bịp như thế không. Đấy, tôi nghỉ luôn, tôi nghỉ thẳng căng luôn anh em. Mặc dù tôi đã chơi Kubet khoảng tầm 3 năm rồi đấy, nhưng mà tôi vẫn nghỉ. Đã bảo nó đã bịp mình như thế thì mình nghỉ thôi, mình không chơi làm cái gì nữa, đúng chưa? Đấy, thì hôm nay là cũng lên một cái video, thứ nhất là để vừa chơi vừa kiếm lãi này, thứ hai là chủ yếu là chia sẻ cho anh em cái đường link của nhà cái mà không bị chặn ở mới nhất thời điểm hiện tại anh em nhé. Nhiều anh em nhắn tin thắc mắc về cái vấn đề đó là nhiều nhà cái bị chặn đường link ấy. Đấy, thì hôm nay tôi đã giải thích rõ cho anh em rồi và đưa ra cho anh em một cái đường link nhà cái chơi rất là mượt mà luôn. Đấy, anh em cứ thử vào trải nghiệm và tự đưa ra đánh giá riêng cho bản thân mình. Ok, thì hôm nay tôi sẽ quay trở lại với bộ môn sóc đĩa anh em nhé. Ok, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em kinh nghiệm chơi sóc đĩa trên nhà cái 68 game bài anh em ơi, để xem là ngày hôm nay là có gặt hái được cái thành công gì hay không đây. Mức vốn hôm nay đưa ra là 25 củ nhá. Vốn đưa ra hôm nay là 25 củ để xem là có vét sạch của nhà cái được hay không. Ok, để xem cái cầu một tí này. Thật sự thì cái cầu của 68 game bài ấy, tôi nghĩ là nó chạy rất là đều luôn. Khi mình chơi ở trên nhà cái này ấy, tôi có cảm giác là mình cứ bám cầu ấy, mình cứ bám cầu mình chơi là kiểu gì mình cũng ăn. Đấy, cứ bám cầu chơi là kiểu gì cũng ăn. Thề luôn, không hiểu kiểu gì luôn, cứ bám cầu chơi là ăn. Đấy, thì đấy là cái vấn đề mà nhiều anh em không làm được. Tức là anh em vào chơi ấy, là anh em cứ đánh loạn xí ngầu lên. Mới vào làm cái lẻ này, bắt cầu 21 này, anh em cứ đánh cứ loạn xí ngầu lên. Đấy, khi mà mình cứ đánh bên này một tay, bên kia một tay, đánh loạn lên ấy, khi mà đã bị loạn cầu ấy thì mình đánh kiểu gì cũng thua thôi, chắc chắn 100% với anh em. Khi mà bản thân mình đã loạn cầu thì đánh kiểu gì cũng thua. Đấy, không thể nào tránh khỏi được. Ok chưa? Và vào phát là húp ngon rồi này, húp một củ ngon này, bắt cầu 21 này, 12 này. Ok, tôi nghĩ là nó đi cầu 22 luôn. Tôi nghĩ là nó đi cầu 22 luôn. Nhìn thế này là đi cầu 22 rồi, bởi vừa chạy 11 xong thì cầu sau là tôi nghĩ là đi cầu 22. Đánh tự tin luôn này. Ba trắng này, ba trắng nằm lại, ba trắng ba trắng hỗn này hồi nãy là cái hình như thế. Rồi, tiếp tục đơn vị ba trắng này, nó không đổi luôn, không đổi màu luôn. Nằm y như đúng như cũ luôn này, để xem nhá. Anh em lưu ý nhá. Đối với những cái nhà cái kiểu như thế này ấy. Mở bát, ui, sập đôi kìa. Má, thật sự luôn. Đối với những nhà cái kiểu này anh em nhá, anh em chơi phải hết sức tỉnh táo. Nhá. Chơi đừng có kiểu bì nó lấn át. Đừng để nó lấn át, mình phải tự tin lên. Mình phải tin vào bản thân. Đấy, khi đấy mình mới gọi là cái xác suất, cái khả năng mình chiến thắng nó cao lên được, đúng chưa? Chứ bây giờ chơi mà cứ sợ thế này thế kia, sợ thế này thế kia thì không thể ăn được đâu anh em ạ. Nếu như sợ thì tốt nhất là đừng có chơi. Đấy, mà đã chơi là phải chơi cho chắc vào, chơi chắc kèo vào. Đấy, 5 củ luôn này, 6 củ luôn này, lót luôn cái tứ này. Đấy, đã chơi ấy, đã xác định chơi ấy là phải chơi chắc tay vào, chơi xanh chín với nhà cái luôn. Đừng có sợ, mình càng sợ là mình càng tâm lý ấy. Cái đánh đòn tâm lý anh em, cái đòn tâm lý nó quyết định rất là nhiều. Ok, sắp đôi này, cái đòn tâm lý nó quyết định rất là nhiều anh em ạ. Mình cứ bám cầu mình chơi thôi, đừng có bẻ là được. Đấy, khi mà anh em để ý này, khi mà cái vị nó nằm kiểu này nhá, hai cái đỏ và hai cái trắng nó chéo nhau thế này nhá, anh em cứ phang lẻ rồi, cứ phang về lẻ rồi. Đấy, và hiện tại kết hợp với cái cầu hiện tại nữa này thì cứ tự tin đánh lẻ đi. Đấy, lại 2 của 7, đánh luôn 2 của 7 này. Đấy chính là cái kinh nghiệm thôi, chứ không thể chắc chắn 100% được. Đấy, thường ấy thì tôi quan sát nhiều ấy, thì nó hay ra như vậy. Nhiều anh em chơi sóc đĩa online nhá, không để ý đến cái vị nó nằm đâu, cứ đánh theo cảm tính ấy. Đấy, anh em cứ vào là anh em phang theo cái cảm tính. Chính vì vậy mà cái xác suất mà anh em thua rất là cao. Đặc biệt là những anh em nào mới chơi, mới vào là thường hay bị loạn kiểu mông lung ấy. Ôi, gãy tiếp này, vẫn chéo cầu này. Ôi, lạ nhờ. Ôi, hôm nay lạ đấy, hơi lạ đấy. Vẫn chéo cầu này, anh em ơi. Hai đỏ, hai trắng này, nó thay đổi vị trí thôi. Nãy hai đỏ nằm bên kia. Ui, ngoại đạn luôn. Tiếp tục nằm lẻ. Tay trước không ra, tay này sẽ ra. Anh em nhé. Tiếp tục kiên định đi, giữ vững cái lập trường. Đó là nếu như mà hai cái vị nó nằm chéo nhau như thế thì xác suất về lẻ cao hơn về chẵn. Đấy, cứ giữ vững lập trường thế, đánh luôn cái ba trắng cho nó uy tín này, làm luôn ba trắng cho nó uy tín luôn. Để xem có ra không nhá, để xem nó có ra không là biết này. Nghe phát biết nhạc gì luôn. Mở bát này, ba trắng lên này, ui, ba đỏ ông ơi. À, lên ba đỏ kìa. Thấy chưa? Em thấy chưa? Đấy, đúng y như những cái gì tôi nói luôn. Nói chung là mình phải giữ vững lập trường. Vừa rồi mà cái tay vừa rồi mà anh em nào kiểu đánh yếu tay ấy, yếu tay là đập qua chẵn và nó chết ngay. Đúng chưa? Đấy, cho nên mình phải giữ vững lập trường của mình. Có thể nó sai lần này, nhưng mà mình đang tính theo cái xác suất mà. Mình đang tính theo xác suất nó ra mà, có phải là mình ấy đâu. Có phải là mình đang tính theo kiểu là lần nào cũng ăn đâu, đúng chưa? Làm sao mình biết lần nào cũng ăn chắc chắn được? Mà mình không thể biết là tay nào mình ăn, tay nào mình thua để mình vào vốn được. Bây giờ mà biết chắc chắn như thế thì chả có ai thua nữa rồi. Em cứ bán nhà em chơi luôn. Tiếp tục nó lẻ này, nguyên vị luôn này. Ui mẹ mày, không đánh kịp ba đỏ kìa, tôi bấm không kịp anh em ơi. Tôi bấm ba đỏ mà không kịp đấy, anh em thấy không? Thấy biết nguyên vị rồi, nhìn cái vị nó nằm như thế đã biết nguyên vị rồi. À, cầu 33 đấy, chắc là tay này sẽ về ba trắng này, tôi nghĩ là như thế. Tôi nghĩ là nó về ba trắng đấy. Đấy, cho nó tròn trịa luôn, để xem có đúng như những cái gì tôi nhận định không nhá. Tôi nghĩ là tay này nó về ba trắng này nhỉ. Tôi nghĩ là về ba trắng, tay sau sẽ về chẵn. Theo lý thuyết là nó như vậy. Bởi vì khi ví dụ nhá, anh em để ý nhá, chơi sóc đĩa ấy, khi mà nó đang đi một dây đỏ nhá, 1 2 3 tay đỏ gì đấy mà nó ok chưa? ấy, mà nó chuyển qua ba trắng vắt là khi đấy là nó đi hết vị lẻ rồi, nó đi hết vị lẻ rồi là nó sẽ hồi chẵn cho anh em. Đấy, đấy là kinh nghiệm anh em ạ, đấy là cái kinh nghiệm đấy. Ok chưa? Đấy, như vậy là lãi 9 củ nhỉ. Nãy vừa vào làm tay tài xỉu thua là phi ngay qua trên sóc đĩa liền, đúng chưa? Thua tài xỉu là phi qua trên sóc đĩa liền. Ok, thì mục đích hôm nay đó là lên một cái video để chia sẻ những cái thắc mắc của anh em trong thời gian vừa rồi, và chia sẻ cho anh em một cái đường link app nhà cái không bị chặn mới nhất hiện tại. Đấy, và nãy giờ thì cũng chia sẻ cho anh em cách chơi sóc đĩa trên 68 game bài, làm nhẹ 9 củ đi ra ngay. Ok chưa anh em? Thì có lẽ là tôi sẽ dừng video lại tại đây thôi. Thì đường link tôi sẽ ghi ở phần mô tả cho anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.